The Dropout, miniseries tái hiện về vụ lừa thế kỷ của nữ CEO công nghệ, kịch tính ngay ngữ Anna Việt Nam. Mấy ngày nay được dịp ngỡ ngàng về độ cao tay lừa đảo trắng trợn của một chị gái được mệnh danh là Anna Việt Nam, thì tiện đây mình cũng giới thiệu cho mọi người một bộ phim về Elizabeth Holmes với cú lừa còn chấn động hơn nhiều. Lấy ý tưởng về cuộc đời và toàn bộ quá trình lừa đảo các nhà đầu tư của Elizabeth Holmes, người đã sáng lập ra công ty y tế Theranos, bỏ học ở Stanford để start up với một ý tưởng vô cùng táo bạo là tạo ra một cuộc cách mạng với những chiếc máy có thể chạy một loạt các xét nghiệm chỉ trên một vài giọt máu. Việc xây dựng cú lừa thuyết phục đến nỗi người ta còn dành cho cô những cái tên vô cùng mỹ miều như nữ hoàng khởi nghiệp, Steve Jobs mới, áp một của ngành y tế. Nhưng vở diễn nào rồi cũng đến lúc phải hạ màn. Holmes cũng bị vạch trần, nhưng với thời gian hơn 10 năm và nạn nhân đều là những người có sức ảnh hưởng thì đúng là quá ảo ma. Bộ phim đã hệ thống rất gọn gàng, kịch bản xảy ra ngoài đời. Nữ diễn viên thủ vai thì tái hiện vô cùng xuất sắc, từ ánh mắt, biểu cảm đến cả giọng nói trầm creepy y chang bản chính. Xem xong phim bạn sẽ ngộ ra nhiều thứ từ vụ lừa đảo quy mô này qua nhiều góc nhìn. Nhưng mà đừng ngộ ra để đi lừa đảo là được nha.